Trang rể Trung Quốc bất ngờ vì món ăn ở chợ truyền thống Việt Nam lại ngon và rẻ đến vậy. Các bạn thân mến, với sự phát triển của xã hội ngày nay, các quán xá nhà hàng ngày càng được xây dựng lên rất nhiều. Chính vì thế mà các gian hàng trong chợ truyền thống ít được khách hàng quan tâm hơn. Có lẽ chợ truyền thống đã gắn liền với biết bao thế hệ Việt Nam, nhất là thế hệ 9x đổ lại. Nhờ cái lần mong mỏi chờ mẹ đi chợ về mà lòng nôn nao đến khó tả. Lúc đó trong lòng cứ nghĩ, không biết hôm nay mẹ sẽ mua đồ gì ăn cho mình đây một bát chè thập cẩm hay là những cái bánh rán. Niềm vui nhân đôi khi được mẹ dẫn đi chợ cùng, lúc đó tha hồ mà ăn vặt. Những món ăn ở chợ thường rất ngon và giá lại rất rẻ. Đó chắc chắn là một kỷ niệm khó quên đối với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ xã hội đã thay đổi. Điều kiện sống của người dân ngày càng tốt hơn. Nhiều người lựa chọn đi siêu thị hoặc nhà hàng để mua sắm và ăn uống. Nhưng ăn vặt ở chợ truyền thống vẫn luôn cho chúng ta một cảm giác khó tả. Vì nó có hương vị của tuổi thơ. May mắn thay ở nhiều nơi trên cả nước, chợ truyền thống vẫn được phát huy và thay đổi để bắt kịp với thời đại nhưng vẫn giữ được hương vị ban đầu của mình lạng sơn là một trong số đó mới đây trên mạng xã hội trung quốc đã xuất hiện một video có tiêu đề như sau giá thật tại việt nam sẽ như thế nào con rể đông bắc rung động trước cái giá không ngờ rẻ đến như vậy mọi người biết vì sao mà chàng rể trung quốc này bất ngờ vì đồ ăn ở việt nam lại rẻ đến như vậy không bởi vì ở trung quốc bây giờ đang lan truyền một tin đồn rằng tiêu dùng giá cả ở việt nam hiện tại rất đắt không khác gì trung quốc sau đó họ chê Việt Nam thu nhập thì thấp mà giá cả lại cao, nghèo mà đòi ăn sang, đại loại như thế. Đó là suy nghĩ của một bộ phận người Trung Quốc mà thôi. Ở đâu đó ở Trung Quốc vẫn có những người mến Việt Nam và luôn quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam. Nên người Trung Quốc không phải ai cũng xấu, chỉ là họ cập nhật thông tin chậm hơn thế giới mà thôi. Vậy cụ thể, trang rể Trung Quốc này đã nói những gì trong video của mình thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Người này nói, khi đến Việt Nam, món ăn yêu thích của tôi là món bún chả hiện tại tôi đang ở lạng sơn nhưng tôi lại thèm ăn bún chả nên hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm hiểu xem món bún chả lạng sơn như thế nào liệu nó có ngon không và giá cả bao nhiêu các bạn có thể thấy ở việt nam có rất nhiều quầy hàng nhỏ ở bên ngoài đường vợ tôi bảo thích ăn ở chợ truyền thống hơn là ăn ở bên ngoài nói chung đồ ăn ở chợ truyền thống việt nam rất ngon và đặc biệt cô chú ở đây rất nhiệt tình bún chả là một món có thịt nướng sau đó họ ngâm trong nước súp và thêm bún vào nhưng tất cả chỉ có giá 10 nhân dân tệ trong một suất như thế này. Thật sự rất nhiều thịt. Món ăn ngon nhiều thịt như thế này ở Trung Quốc phải có giá từ 30 đến 40 nhân dân tệ. Nên mọi người đến Việt Nam thì nhất định phải thử món này. Có thể Hà Nội sẽ đắt hơn. Ngoài bún chả, tôi còn gọi thêm một cốc nước mía. Nói chung, đồ ở đây rất ngon. Sau đó, chàng rể Trung Quốc này đã ăn sạch tất cả đồ ăn và ra về trong sự thỏa mãn. Đó là chia sẻ của chàng rể Trung Quốc đến với netizen nước họ, khác với nhiều du khách Trung Quốc khác chê món bún chả nhạt nhẽo và chê đủ thứ, thì chàng trai này lại thích món bún chả Việt Nam và nói đây là món yêu thích của anh ấy. Sau khi video này được đăng tải, thì đã thu hút gần 100.000 lượt xem và hàng trăm bình luận đến từ netizen Trung Quốc. Đa số netizen Trung Quốc bất ngờ và không nghĩ rằng món bún chả nhiều thịt như vậy mà có giá chỉ 10 nhân dân tệ. Nó khác hoàn toàn với Trung Quốc. Bên cạnh đó, cũng có một số netizen Trung Quốc cho rằng giá cả như vậy không khác gì ở Trung Quốc. Vậy cụ thể netizen Trung Quốc đã nói gì thì bang Song 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Khách hàng sẽ quay lại cửa hàng nhỏ này. Nguồn cung dồi dào, giá rẻ, đời sống người dân Việt Nam thực sự tốt. Việt Nam đầy sức sống và hy vọng. Họ lấy thu nhập của Trung Quốc để nhìn vào giá cả của Việt Nam, giống như lấy thu nhập của Thượng Hải để nhìn vào giá cả của Cam Túc vậy. Liệu thu nhập của họ có bằng của Trung Quốc? Nếu họ thực sự đến Việt Nam, giá cả và thu nhập tỷ lệ thuận với nhau, Loại thu nhập nào hưởng loại giá đó? Nếu bạn thực sự sống ở Việt Nam với thu nhập của Trung Quốc, chỉ số hạnh phúc của bạn phải rất cao, cuộc sống nhỏ thực sự tốt hơn nhiều so với sống ở Trung Quốc. Nhiều người từng đến Việt Nam đều biết hủ tiếu Việt Nam ngon hơn hủ tiếu Trung Quốc rất nhiều, lý do vì sao thì ai cũng biết. Người Việt Nam không ăn xương, sân heo và chân giò và nó rẻ. Khi nào bạn sẽ ly hôn? Rẻ thật, ăn một tô mì ở Trung Quốc có giá 10 nhân dân tệ. Ở đâu mà rẻ thế, 10 nhân dân tệ là được một tô mì rồi à? Giá cả miền Bắc rẻ hơn miền Nam một chút, giá cả ở Đà Nẵng đuổi kịp Trung Quốc rồi. Không chỉ rẻ mà số lượng còn rất nhiều nữa. Việt Nam đang làm tốt. Không có nhiều cửa hàng nhỏ như thế này ở Trung Quốc. Thật sự giá này không rẻ so với thu nhập của họ phải không nào? Thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Thu nhập ở Việt Nam là một hoặc 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng và Trung Quốc chúng ta cũng có rất nhiều người có thu nhập một hoặc 2.000 nhân dân tệ. Bạn đang nói quê của bạn ở An Huy phải không? Lương tháng 1 đến 2.000 nhân dân tệ làm gì có? Có phải họ quá lười biếng đúng không? Ngay cả ở một thành phố như Thanh Đảo, thu nhập 2 đến 3.000 là chuyện bình thường. Làm dọn dẹp cũng chỉ được 2 đến 3.000 mỗi tháng mà thôi, nửa đêm mới được đi ngủ, thế mà cũng lười à. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, thì họ đã phải đi làm việc vài giờ rồi. Có hàng chục nghìn người trong số họ là nhân viên bảo vệ, nhân viên lao công. Nhờ họ bạn mới sống trong một môi trường đảm bảo vệ sinh. Bạn nên thừa nhận khuyết điểm của mình, thừa nhận rằng các nước đang phát triển. Nhưng sự kiêu ngạo của bạn thật đáng xấu hổ. Ngoại trừ Tịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, tôi không dám nói rằng 2.000 nhân dân tệ một tháng là phổ biến, nhưng nó ở khắp nơi. Tọa độ tại quận phía nam tỉnh Hà Nam, người dọn dẹp làm việc 12 tiếng từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, buổi trưa được bao cơm, lương tháng 1.800 nhân dân tệ. Các quận nhỏ ở miền Trung và miền Tây chỉ có 2 hoặc 3.000 nhân dân tệ một tháng và phải làm thêm giờ mỗi ngày. Có rất nhiều nhà máy với mức lương cơ bản là 2.000 nhân dân tệ trong cả nước. Đồ ăn ở đây quá rẻ, khi có nhiều thịt như vậy, mà chỉ có 10 nhân dân tệ, một ly nước ép ở Trung Quốc có giá 10 nhân dân tệ. Bạn trai người Trung Quốc của tôi cũng rất thích ăn món này và luôn nhắc đến hương vị bún thịt nướng của Việt Nam. Đồ ăn vặt Việt Nam có vẻ tiết kiệm và ngon. Chàng trai Trung Quốc lấy được cô dâu ngoan hiền, xinh đẹp và đức độ, ủng hộ cô vợ Việt Nam giỏi giang. Suất bún này, suất bún này nặng nửa cân, chắc là hàng xịn. Món ăn hấp dẫn, giá bình dân. Thích video tài liệu của bạn và nếm thử món ăn Việt Nam. Đặc sắc Việt, ngon bổ rẻ. Lợn quay lạng sơn ngon lắm. Giá cả như thế này tương tự như Quảng Tây. Tôi rất muốn ăn nó, tôi mở một nhà hàng ở Thẩm Dương. Bún bò Việt Nam nổi tiếng nhất 10 nhân dân tệ không phải là đắt Cuộc sống dân gian Việt Nam thật là chân thực Người già Việt Nam thật hạnh phúc Là người gốc Đông Bắc, tôi cảm thấy món bún bò Việt Nam và món thịt này rất ngon Nhưng đừng để bị vợ lừa, Việt Nam có buffet hải sản, hợp khẩu vị của chúng ta hơn Việt Nam có thịt chuột nướng không? Không cần qua Việt Nam, Quảng Tây có Đường phố rất quen thuộc, giống như Trung Quốc Quốc kỳ Trung Quốc được treo trên đèn đường chứ không phải trên cột. Đồ gia dụng ô tô xe máy ở Việt Nam đắt hơn ở Trung Quốc phải không? Do hàng Trung Quốc vào thị trường Việt Nam quá khó nên xe máy và ô tô không được công nhận. Chỉ có dân địa phương Việt Nam mới thưởng thức được món ngon cũng như giá rẻ. Nếu bạn không mang theo người dân địa phương mà đi theo nhóm chắc chắn sẽ đắt hơn gấp mấy lần. Người Vân Nam bảo bún thịt nướng là món ăn Vân Nam và người Việt bảo món ăn Việt Nam. Người Campuchia bảo là món ăn của họ. Vậy đặc sản này là của ai? Việt Nam rất vui, tôi rất thích Hà Nội. Bây giờ tôi đang ở Hải Nam, một nơi giống Việt Nam hơn. Cuộc sống tốt đẹp ở Việt Nam thật đẹp, hãy ở lại lâu dài. Cái này gọi là bún đúng không? Là món ăn vặt nổi tiếng của Việt Nam. Đã có ở Đà Nẵng, món ăn vặt rất ngon. Tôi đã ăn trà giò Việt Nam, chúng rất ngon. Năm 2018, lần đầu tiên đến thành phố biển Quy Nhơn, Việt Nam, tôi cũng bị sốc về giá, một đêm ăn bún riêu cua đầy ắp nguyên liệu tôm tươi, ốc xà cừ, trứng cua và nghêu và tôi rất nhớ nó. Tôi đã đến Việt Nam vào năm 2008, nhưng tiếc tôi chưa ăn nó. Nhiều thịt quá, rẻ quá, tôi mua cơm chiên trứng giá 12 tệ ở tầng dưới thẩm dương. Nông thôn Việt Nam có rất nhiều thanh niên và trẻ em, cảm thấy tràn đầy năng lượng. Vợ tôi ăn bún mỗi ngày ở Việt Nam, và nó rất ngon. Tôi ngất đi vì đói, tôi chỉ muốn ăn cơm từ thành đô, Năm 2005, tôi ăn sáng tại khách sạn Hà Nội, món phở gà Việt Nam, thơm quá, giờ nếm thử là muốn đi du lịch Việt Nam ngay lập tức. Giống hệt Trung Quốc, ai bảo Việt Nam kém phát triển. Mặc dù cơ sở hạ tầng rất trung bình, nhưng nó rất phổ biến và tràn đầy năng lượng. Đồ ăn rẻ quá, người Việt Nam có thân thiện với người Trung Quốc không? Rất thân thiện. Tôi cũng vậy, tôi đã từng đến Việt Nam một lần. Và tôi nhớ món bún thịt nướng rất nhiều, nhưng người Việt Nam bán đắt hơn người Hoa, hơi buồn. Đó là bình luận của netizen Trung Quốc khi xem được video trên. Đa số netizen Trung Quốc đều khen các món ăn Việt Nam rất ngon, đặc biệt là chả giò, bún chả, hủ tiếu và phở. Video này mình thấy họ bình luận tích cực nhiều hơn tiêu cực. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.